Hello, em xin chào mọi người nha. Thì bữa nay em quay thêm một cái clip nữa, em bổ sung một số cái loại bông trang nữa, rồi em giới thiệu tới cô chú bác anh chị với em báo giá cụ thể luôn cho anh chị nào mà muốn mua để tham khảo thử ha. Thì hổm gà thì anh chị hay hỏi em là cái mẫu vàng nghệ với là canh tái, thì bữa nay em có hàng em quay lên em báo tới anh chị ha. Thì đầu tiên thì em quay cái ở ngoài vô đi, em quay bốn mẫu thôi anh chị, bốn mẫu thôi. Cái mẫu đầu tiên thì em quay là cây mỹ hồng anh chị, cây mỹ hồng bông của nó nở nha anh chị, búp như vậy luôn. Thì một cây như vậy là 80.000 nha anh chị, 80 nha. Đây là mỹ hồng nha anh chị, mỹ hồng một cốt luôn nha anh chị, nè một thân ha, bông nè. Em quay từ trên xuống anh chị, cái này là nó chưa nở nha anh chị, đây là cái búp thôi đó, đây là cái búp bông của nó đó. 80 một cây như vậy nè anh chị. Phí ship bên em là em bao từ 4 cây ha, anh chị có thể mua đủ 4 loại hay gì đó thì cộng lại đủ 4 cây thì em bao phí ship cho anh chị. Thì em có giao hàng cả nước luôn nha anh chị. Mình được quyền là kiểm tra hàng ha, kiểm tra hàng xong mới thanh toán nha. Cây đúng hàng đúng mẫu thì anh chị thanh toán ha. Cái cây em quay sao em sẽ gửi y cho anh chị hết. Cây này là cây tím sen nha anh chị. Đây là tím sen lá nhỏ. Bông nó nở ra như vậy nha anh chị. Hàng em gửi cho anh chị là hàng búp dừa thôi, búp như vậy thôi nha anh chị. Còn như vậy nó nở ra nhiều rồi gửi đi thì nó sẽ rụng. Tím sen thì em bán là 60.000 một cây nha anh chị. 60.000 một cây như vậy nè, đó. Có bông sẵn cho anh chị luôn. Hàng một cốt anh chị, một cái thân nè, đó. Cái thứ hai là cái tím sen ha. Cây em quay sao làm bán y vậy nha anh chị. Cây có bông là em quay có bông, không có bông là không, là không có quay có bông nha anh chị. Còn đây là cái mẫu vàng nghệ nè, anh chị thấy nhỏ nè. Đó, vàng nghệ nó nở ra y như vậy nha anh chị. Vàng nghệ chưa có nở nhiều, nó mới búp lai gai thôi nha anh chị. Đây búp lai gai thôi ha, chưa có nở nhiều. Đây vàng nghệ này là 60.000 một bụi y cũ nha anh chị, 60 một bụi nè. Chiều cao của nó là khoảng cỡ 1,5 gram của mình, gửi nó gần nhau cho anh chị xem thử đó. Đây là vàng nghệ nè, đây là tím sen này, 60 này, 60 luôn nè. Mẫu tiếp theo là mẫu cam thái nè anh chị. Đây, mặt hoa của cây cam thái nó như vậy ha, nó màu cam cam anh chị. Em lấy ra một chậu anh chị coi, nó có bông luôn nha anh chị, nó có bông luôn. Đây để gần lại cho anh chị coi thử, chiều cao của nó tương đối bằng nhau hết luôn nha anh chị. Mỹ hồng, tím sen, rồi vàng nghệ, rồi cam thái, bốn mẫu. Thì phí ship là em sẽ bao cho anh chị là từ 4 chậu nha. Là cái cam thái nè, mấy cái này là mấy cái búp bông của nó nha anh chị. Chiều cao của nó là như nhau hết luôn, thì nó có bông đều y chang nhau luôn nha anh chị. Để vô chung gần nhau đó, vừa vàng vừa cam, bỏ vô thêm tím sen nữa nè. Đó, có bông. Còn bên đây là cây mỹ hồng, cây mỹ hồng thì nó chưa có nở. Còn anh chị nào muốn xem nhiều hơn nữa có thể bấm vô cái mục video của em á anh chị. Anh chị xem những clip trước á, clip này em chỉ quay sơ qua về 4 cái loại này thôi. Ngoài ra cái bên đây thì cũng có cây mỹ cam nữa ha. Mỹ cam anh chị nào có sưu tầm thì xem tham khảo thử. Thì mỹ cam này là hàng cây hơi lớn xíu nha anh chị, hàng này thì 250 một cây, làm bao luôn phí ship cho anh chị luôn. Thì nó cũng bự nha anh chị, cái cốt của nó nè, cốt của nó cỡ bằng ngón tay cái của mình nha anh chị. Cái mỹ cam quay từ xa cho anh chị coi nè. Nhánh 1 2 3 4 5 6 7 8 nhánh, 8 nhánh anh chị. Cái mỹ cam này thì nó cao khoảng cỡ 6-7 tắc rồi anh chị, 6-7 tắc rồi. Từ dưới chậu lên thì nó cỡ 7 tắc. Mỹ cam này cỡ 7 tắc. Mỹ cam này nó tương đối nó giống nhau hết ha. Nó tương đối nó giống nhau hết. Thì em bứng vô sẵn ở bên này. Cây này em ra chậu thì nó tươi, nó tỉnh lại rồi thì mới bán ở đây thì cũng mới bứng nè. Chưa có ra chậu bứng vô nên nhiều khi là cái đọt này nó còn héo nè, gửi đi anh chị 2-3 ngày nó mất nước. Bên đây có một số cây cam Đài Loan nữa mà anh chưa có quay được với trắng lá chung nha anh chị. Những clip tới á, thì những cái cây này nó tỉnh lại rồi, giao lưu được thì em sẽ quay lên cho anh chị xem tham khảo thử. Thì giá cũng sẽ là 250.000 một cây thôi, phí ship em sẽ bao cho anh chị luôn. Bên đây là mỹ cam 250 nè. Còn clip bữa nay thì chủ yếu là em quay em báo tên chị làm có mỗi vàng nghệ với cam thái nè, tím sen, mỹ hồng, bốn mẫu này. Anh chị mua mỗi loại một cây 4 chậu đủ, em bảo ship cho anh chị luôn. Mỹ hồng là 80 nè, tím sen 60 nè, cam thái vàng nghệ 60 hết ha, mẫu này 80 ha. Số điện thoại anh chị muốn mua hàng thì cứ alo trực tiếp của em để trên cái phần tiêu đề ha anh chị. Anh chị muốn mua hàng cứ alo trực tiếp em hoặc là nhắn tin qua cái Zalo của em ha. Zalo của em cũng là cái số đó luôn nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em nha. Chúc anh chị xem video vui vẻ ha.